xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về nét thắt. Và mình đã hướng dẫn các bạn cách tô nét thắt. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cách viết nét thắt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng viết nhé. Và đầu tiên, cách viết nét thắt rất đơn giản. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ô ly thứ nhất. Sau đó kéo lên ô ly thứ 5 thì sẽ xoắn để tạo thành một nút thắt trên. Tiếp tục bắt đầu từ ô ly thứ nhất, kéo lên đến ô ly thứ 5, sẽ xoắn và dừng lại ô ly thứ 5. Mình đã viết xong dòng đầu tiên của nét thắt. Và giờ chúng ta sẽ luyện tập ở dòng thứ hai nhé. Chúng ta vẫn sẽ bắt đầu từ ô ly đầu tiên, kéo lên ô ly thứ 5, xoắn để tạo thành một nút thắt ở trên và kéo dừng lại ô ly thứ 5. Bắt đầu từ ô ly thứ nhất, kéo lên ô ly thứ 5, xoắn tạo thành một nút thắt và vòng lên. Chúng ta sẽ cùng luyện tập thêm một dòng nữa nhé. Ok, mình đã hướng dẫn xong các bạn cách viết nét thắt. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe hỗ trợ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.